Hello, xin chào tất cả anh em. Mình xin giới thiệu cho anh em một chiếc máy nửa đến từ Nhật Bản, thương hiệu Holess. Hàng này lưu hành nội bộ Lost Export, không xuất khẩu. Mình sẽ test cho anh em xem độ bắt lửa của nó như thế nào nhá. Cái này nó chạy xăng đá. Chạy xăng đá. Nhìn rất đẹp và chắc chắn luôn. Châm xăng vào đây, đá vào đây. Đó. Mình sẽ để ở điều hòa ở cái mức này và mình đặt ở trước gió. Rất nhạy luôn anh em ạ. Anh em nào mà có sở thích thì liên hệ ngay với bên shop nhá. Hàng limit, có giới hạn thôi. Rất đẹp luôn. Mùi gỗ đàn hương rất thơm. Nhìn cầm rất chắc chắn anh em ạ. Ok, cảm ơn tất cả anh em nhé. Đây là chiếc vỏ của nó này. Đó. Rất đẹp luôn. Bật phát nào ăn phát đấy. Anh em liên hệ với bên shop để có được một chiếc máy nửa như ý nhá. Cảm ơn tất cả anh em.